Quý vị thân mến, bỏng nặng thường để lại di chứng sẹo lồi lõm co kéo, làm mất thẩm mỹ và hạn chế vận động ở bệnh nhân. Hiện nay, nhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong tạo hình thẩm mỹ đã phục hồi tối đa da cơ cho bệnh nhân bị di chứng từ vết thương bỏng. Bị bỏng lửa cồn từ 5-6 tuổi, giờ đã là chàng thanh niên ngoài 20 tuổi. Vết sẹo co kéo quanh mặt cổ khiến bệnh nhân khó vận động. Không những vậy, vết sẹo nhăn nhúm trên khuôn mặt khiến em thiếu tự tin trong giao tiếp để tìm việc làm. Sau khi được thực hiện phẫu thuật lấy da vùng ngực, ghép lên mặt bằng kỹ thuật vi phẫu, khuôn mặt em đã dần trở lại bình thường. Trước mình đi xin việc này thì nó khó hơn bây giờ. Dù bây giờ mình làm đẹp thì nó lại đi xin dễ hơn. Sử dụng các cái vạt lân cận tại chỗ đối với các cái tổn thương này thì nó là cái yêu cầu tương đối quan trọng để tạo ra một cái mô nó đồng nhất với lại cái vùng da xung quanh. Và với như bệnh nhân vừa chia sẻ thì chúng tôi sử dụng một cái vạt da ở vùng ngực, đó là vạt da trầm của ngực, để xoay lên che phủ cho vùng cằm của bệnh nhân. Thì đấy là cái vùng da tương đối đồng đều, đảm bảo được về độ mỏng, đảm bảo được về màu sắc, đảm bảo được về chức năng tương đối với lại cái vùng cằm. Và từ đó nó cho cái kết quả thẩm mỹ tốt nhất. Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, Viện Bỏng Quốc gia đi đầu sử dụng các vạt da với kỹ thuật vi phẫu trong việc điều trị phục hồi di chứng do bỏng hay do nhiều nguyên nhân gây ra các tổn thương sâu. Đây là một phẫu thuật khó, ứng dụng thiết bị máy móc và kỹ thuật hiện đại, đòi hỏi các bác sĩ phải có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Bác sĩ thực hiện nối các mạch máu rất nhỏ với đường kính trên dưới 1 mm để da có thể phục hồi như bình thường. Mạch máu ở vạt da nối với lại các mạch máu ở cái vùng mà sau khi cắt sẹo đấy, giải phóng co kéo một cách tối đa nhất, và như vậy thì cuối cùng thì đã trả lại được cho bệnh nhân một cái chức năng, tức là chức năng vùng cổ, chức năng vùng các cái vùng cơ quan ví dụ như miệng, mũi ở trên mặt ấy, một cách tối đa nhất để cho bệnh nhân có thể sinh hoạt được cách trở lại những cái sinh hoạt thường ngày một cách bình thường nhất. Đồng thời nữa là cái chất liệu đó nó đúng là bản thân là chất liệu tự thân mà, cho nên là nó là da lành. Vì thế thì về mặt thẩm mỹ nó cũng rất là tốt. Trước đó, nhiều bệnh viện chỉ thực hiện các phẫu thuật đơn giản, kinh điển như ghép da và da ngẫu nhiên. Kỹ thuật này không che phủ được các tổn thương lộ gân, xương, khớp. Với kỹ thuật vi phẫu, bước tiến lớn nhất là sử dụng lại chất liệu da và các thành phần dưới da để che phủ được các tổn thương sâu, đảm bảo phục hồi chức năng và thẩm mỹ vùng nhận vạt da vi phẫu. Từ đó, thời gian điều trị sẽ rút ngắn, hạn chế được các tai biến, biến chứng nhiễm trùng v.v. và mang lại kết quả phục hồi đến 90% da và vận động cho bệnh nhân sau phẫu thuật.